Lò rèn dao bên em gửi lời chào tới tất cả các bác. Vào hôm nay một lô dao nhà em mới rèn xong. Đặc biệt thì em cũng đưa tới các bác những dòng dao thép tàu, đó là dao phát và dao quắm. Dòng dao chuyên để cho các bác nhà mình đi phát cỏ voi, đi phát cành là mẫu kia. Đấy, và giá ngày hôm nay thì sẽ giảm giá 50.000 đồng một đôi, mẫu nào cũng giảm giá. Đấy, bác nào mà muốn biết giá và đang quan tâm vào tên tới từng sản phẩm thì hãy theo dõi em tới tận cuối video. Đấy, và các bác nhà mình mà đã xem thấy em thì đã tìm được một đại lý là một xưởng dao uy tín sẽ nhận gửi và làm theo yêu cầu tới tận nhà các bác nhà mình. Đấy, dòng dao quắm phát này, dao cắt chuối. Đầu tiên em sẽ chia sẻ từ các bác về dao cắt chuối nhé. Dao cắt chuối này nó rất chi là nhiều loại. Làm sao để các bác nhà mình chọn được một con dao mà cắt chỉ trong vòng mấy chục giây thôi đã xong một buồng chuối rồi. Đấy, thì với con dao chuối này thì đạt chỉ tiêu để cho các bác nhà mình đáng lên lựa chọn. Và giá của nó ngày hôm nay chỉ có 50.000 đồng trên một con thôi các bác ạ. Đấy, các bác nhà mình muốn cắt pha lại chuối thì trong vòng 3-40 giây thôi. Và cắt bằng cách nào? Các bác chống cho cái buồng chuối nó chảy bớt nhựa đi nhá. Sau đó các bác nhà mình cắt rất chi là nhanh và dễ. Đấy, và một con dao này này, nó là dòng thép trắng. Các bác có thể gọt rau củ quả này, đều được. Đấy, nó đa năng là như vậy. Thì em cũng đang gửi sỉ vào trong miền Nam rất chi là nhiều. Đấy, bác nào mà đang muốn mua sỉ về bán lại thì cứ liên hệ trực tiếp tới đơn vị em qua đầu số điện thoại em để trên màn hình video nhé. Số lượng thì bao nhiêu cũng có. Đấy, nhất là các bác miệt vườn mà làm nông sản, làm những trang trại rau màu củ quả thì các bác lên lựa chọn cái mẫu này. Em cũng đã gửi tới có những bác mua hộ cả xóm, mua hộ cả làng luôn. Đấy, còn về cái dòng dao khâu liêm, dòng dao để các bác nhà mình đi phát cỏ voi nhé. Thì với cái mẫu dao này thì đây là một bộ dao gồm có hai con dao quắm. Thì hôm nay em sẽ đưa tới các bác một cái con màu trắng, màu đỏ, một đôi như này. Mọi hôm một đôi này thì nó đang là 200.000. Ngày hôm nay em sẽ giảm giá cho tất cả các bác mua hàng là 150.000 đồng trên một đôi. Đấy, 150.000 đồng trên một đôi nhé. Em sẽ miễn phí ship tới tận nhà luôn. Đấy, bác nào mà đang cần tới cái con dao mà đi phát cỏ voi này, giật cành, giật tàu dừa, giật các loại thì các bác sử dụng cái con dao này cho em. Đấy, ba cho cháu mượn mấy cái móc nhãn, móc ngạnh ra đây nữa nhé. Để đủ bộ luôn để đưa tới các bác nhà mình trong miền Nam đang muốn giật dừa. Còn về con dao quắm, dao khâu liêm nhé, thì các bác nhà mình chỉ giật cành phát cỏ voi thôi. Đấy, còn về dao quắm thì các bác nhà mình có thể chặt được cành to bằng cổ tay, bắp tay. Các bác chặt thoải mái cho em bằng đôi dao quắm tàu này. Với cái phần thép của nó là thép 3 ly. Các bác nhà mình chặt được cành to bằng bắp tay, cổ tay rồi nhá. Thoải mái cho em, siêu sắc bén. Đấy, đã có bác ở trong miền Nam mua rồi và phản hồi. Nói thật chứ cái con dao này của cô tôi tìm khắp nơi không được. Mà sao nó lại sắc bén như vậy. Đấy, đó là một cái động lực lớn nhất để em sẽ đưa tới các bác. Và đôi này giá của nó đang là 200.000 trên 2 cây. Miễn phí ship tới tận nhà. Đấy, còn về những cái dòng rau quắm dưới này nhá. Rau quắm dưới này thì đây ạ. Hôm nay thì em sẽ đưa tới các bác một cái rau quắm để đi phát vườn, phát lương, phát dẫy đây. Con này thì sống của nó cũng dày 5 ly ấy nhá, chứ không phải là mỏng đâu. Nhưng con này tại xưởng em làm ra được. Thế cho nên là em đưa tới các bác với cái giá rất chi là thấp luôn. Đấy, 150.000 đồng trên một con. Miễn phí ship tới tận nhà các bác luôn. Làm chốt đinh rất chi là chắc chắn. Bao chất liệu bằng thép nhá. Về các bác nhà mình mà đi phát con này thì cực kỳ là thích luôn. Nó nhẹ tay, dễ sử dụng. Con này 150 này. Còn về cái con quắm sơn màu đỏ này. Con sơn màu đỏ này thì nó cũng là 5 ly và nó dày hơn một tí. Và cái kiểu dáng của nó lại khác nha các bác nhé. Về cái phần chốt của nó ở đây. Đấy, và nó cái khâu của nó rất chi là đẹp như này. Thì con này là 180.000 đồng một con cho em nhé. Miễn phí ship tới tận nhà các bác luôn. Đấy, và hôm nay thì em có con dao quắm tay gỗ hương ở phía trên này kìa. Đấy, bác nào mà đang quan tâm hãy một tẹo em sẽ lên về cái mẫu đấy nhá. Còn về cái dòng dao đi rừng này hôm nay em còn 2, 4, 2, 4, 6, 7. Mẫu này em sẽ qua cho qua mẫu này cho nên là sẽ gửi cho các bác cái giá rất chi là rẻ. Con này trước là 250.000 đồng trên một con dao đi rừng. Và hôm nay tất cả các bác mua em sẽ để cho các bác là 150.000 đồng trên một con. Miễn phí ship luôn cho các bác nhá. Đấy, 150.000 đồng một con, có những con này lưỡi của nó không được đẹp mấy. Thì về những cái dòng chất thép này cơ bản các bác dùng là nó sắc. Đấy, và khi mà mình sử dụng lâu dài rồi ấy, thì lúc đó thì nó mới bền, đẹp. Thì các bác nhà mình mới biết rồi nhá. Đấy, 150.000 con dao để tự xưởng em rèn ra này. Còn về mẫu dao tông thì đây là mẫu dao tông hàng đặt rồi. Hôm nay một bác đặt em 3 con để em làm. Và cũng tiện gửi luôn tới các bác nhà mình. Đấy, con dao tông này là con dao tông các bác nhà mình chặt xương trâu cho em nhá. Súng 7-8 đi. Chặt thoải mái cho em luôn. Con này thì em có dòng 8 lạng tới 1 cân. Đấy, là giá của nó đang là 250.
Còn con mà từ 1 cân cho tới 1 cân mốt thì giá của nó đang là 300. Dòng dao tông đặt nha. Đây các bác này. Con này là con dao tông đặt. Con này bao cho các bác thì mình chặt xương trâu, xương bò thoải mái cho em nhé. Đấy còn về cái mốc nhãn này thì đây mốc này để các bác thì mình giật tàu lá chuối, giật tàu dừa, giật cành các loại cho em này. 60.000 đồng trên một cái này. Mốc. Đấy còn về mốc ngạnh. Mốc ngạnh thì ngày hôm nay em sẽ đưa tới các bác một cái dòng mốc ngạnh dài 40 sen. 45 sen đây các bác này, rất chi là dài. Cái này các bác có thể chêm một cái cây xào vào đây và giật những cái tàu dừa phía trên cao. Đấy, và cái này thì giá của nó đang là 150.000 đồng trên một chiếc nha các bác nhé. Em miễn phí ship tới tận nhà. Cái này là có cái ngạnh và có cái cưa. Ngạnh thì các bác thì mình cho vào phần ngạnh này các bác giật quả cho em. Đấy, cái này là cái móc ngạnh nhé. Đấy, còn về phía bên này thì em sẽ đi về cái phần dao cao cấp. Đấy, con dao tay gỗ hương này thì nó là một dòng sưu tầm để cho các bác nhà mình làm cho nó đẹp nhất. Sống của nó là sống 7 ly này các bác này. Siêu sắc bén luôn nhá, sống 7 ly. Đấy, tay của nó là cuốn khâu đồng toàn bộ từ trên xuống dưới này. Đấy, và con này em đang đưa tới các bác với cái giá là 400.000 đồng trên một con. Con này con tay gỗ hương nhá. Về cái dòng này em cũng làm có loại là 250 này. Bác nào muốn mua 250 là em làm 250 này. Nhận làm theo nhu cầu nhá. Về cái dòng này nhà em làm được. Đấy, các bác thì mình yêu cầu là em sẽ làm theo yêu cầu của các bác nhé. 400.000 đồng một con. Đấy, còn về cái con dao pa giang. Dao pa giang này thì đây là một cái mẫu dao hàng đặt nhà em rồi. Bác nào mà đã theo dõi kênh của em thì các bác biết. Đấy, về cái dòng này thì em cũng đã đăng tải rất chi là nhiều. Và con này nhà em bao chặt xương trâu, xương bò cho các bác nhé. Đấy, giá của nó sẽ có từ 250.000 đồng trở lên, miễn phí ship 5 ly. Còn 7 ly thì giá của nó lại hơn. Đấy, và cái này thì em khuyên các bác là lên vào Zalo của em để em gửi mẫu các bác nhìn về cái phần tay này. Tay này là tay môn. Tay này là tay môn đen, sử dụng càng lâu càng bóng càng đẹp nhé. Hoa văn này, không sơn xịt một tí nào luôn. Và cổ của nó là cổ đồng. Thép nhíp là thép nhíp dây. Con này 25cm này, 7 ly là 260, miễn phí ship. Còn nếu như mà 5 ly thì nó là 250, em miễn phí ship nhé. Đấy, còn về tổng quát của cái bộ dao ngày hôm nay thì em đã đăng tải và chi tiết về từng mẫu. Đấy, bác nào mà đang có nhu cầu về bộ dao này thì hãy gọi điện trực tiếp tới đầu số điện thoại em để trên màn hình video. Đấy, em sẽ tư vấn vào số điện thoại nhà em thì đều có Zalo. Các bác nhà mình muốn xem mẫu nào thì hãy vào Zalo nhé. Để em tư vấn và sẽ gửi đến tận nhà các bác luôn. Đấy, rất cảm ơn các bác đã theo dõi video. Chào và hẹn gặp lại các bác ạ. Nhớ cho em xin một like, chuông và nhấn vào đăng ký kênh ở ngay cạnh góc màn hình để đón xem thật nhiều những cái video tiếp theo của nhà em nhé. Qua những clip ngắn như này. Đấy, em xin tạm dừng ở đây. Mua hãy gọi điện trực tiếp tới đầu số điện thoại. Cảm ơn các bác đã theo dõi video. Chào và hẹn gặp lại các bác ạ.